Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô Phân Tích Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cho các bạn môn thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm. Ôn thi cái dạng phần bài tập là video phần thứ 3 ha. Bạn nào chưa xem phần 1, phần 2 thì các bạn có thể lên kênh YouTube của tôi và xem lại. Phần 1, phần 2 tôi đã giải về cái phần lý thuyết. Phần 1 đó là tôi nói về cái cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng. Phần 2 là tôi trình bày về các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Vậy thì trong phần 3 ngày hôm nay tôi sẽ ôn lên cái phần bài tập nha. Tại vì phần bài tập nó sẽ khó. Cái dạng bài này của các bạn nó sẽ chiếm đến 3 điểm. 3 điểm trong bài thi, và nhiều bạn không biết làm thì lại bỏ rất là uổng. Nó sẽ rất là dễ, nó dễ hơn cái phần lý thuyết nữa. Rồi, phần 3 này tôi sẽ trình bày cái dạng bài đầu tiên của cái phần bài tập. Đó là cái dạng bài mì chiên, mì rán, khoai môn chiên, tính cái khối lượng nước bốc, tính cái khối lượng nước thoát ra và cái khối lượng tổng, cái khối lượng dầu cần thiết phải sử dụng. Thì đây là một cái hình minh họa các loại mì chiên. Và bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người, và nhớ bật thông báo để khi mà tôi có video mới nhất thì nó sẽ thông báo cho các bạn nhé. Và bản quyền thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm và không cấm các bạn sao chép với mọi hình thức. Rồi, câu đầu tiên, câu bài mì chiên của chúng ta đó là cái dạng, các bạn thấy cũng có cái chữ, mà cái chữ là chữ chiên ha. Cái chữ chiên, cái này là câu 16 trong đề ôn của thầy Nghĩa các bạn. Cái này là câu 16 trong cái file ôn tập á. Rồi thì các bạn có thể thấy được đó là cái đề của chúng ta có chữ chiên. Câu 16, thực hiện quá trình chiên. Nó nói chiên thì các bạn không cần biết nó là chiên khoai môn hay chiên mì ha, chiên bột, chiên này chiên kia gì. Các bạn nhớ cho tôi cái dạng đó là cái dạng chiên rán, tính khối lượng dầu, tính khối lượng nước, là các bạn sẽ sử dụng cái dạng này ha. Nó thiệt ra nó có rất là nhiều dạng bài tập, thì cái đây là cái dạng bài đầu tiên, là dạng bài chiên. Thì các bạn sẽ, cái đề người ta cho cái gì, khối lượng khoai môn sau khi chiên là 2000 kg. Có nghĩa là sau khi chiên á, là chiên là cái quá trình gì? Chiên là một cái quá trình xử lý nhiệt. Các bạn biết tôi nói sơ qua quá trình chiên. Chiên một cái quá trình xử lý nhiệt để làm chín thực phẩm, thì trong đó nó sẽ làm cho nước thoát ra. Nước thoát ra sẽ làm cho sản phẩm bị khô ha. Làm khô sản phẩm. Và sẽ có một lượng dầu sẽ ngấm vào sản phẩm. Thì các bạn biết là dầu nó sẽ ngấm vào thực phẩm thì nó sẽ đẩy cái lượng nước thoát ra, rồi từ đó sẽ làm cho cái sản phẩm nó được khô. Khô đi ha, là cái sản phẩm cái hàm lượng nước của nó ít đi, nhưng mà cái hàm nó có một cái hàm lượng dầu nhất định, nó sẽ ngấm vào trong sản phẩm của chúng ta. Vậy là khi ví dụ như các bạn ăn cái món chiên nào đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái độ giòn. Độ giòn là sao? Cái sản phẩm nó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ giòn hơn. Sản phẩm giòn có nghĩa là nồng chất khô, nồng độ chất khô nhiều thì sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta nó có cái độ giòn và cái độ ngon. Các bạn ăn đồ chiên, các bạn chắc chắn các bạn sẽ rất thích những cái đồ chiên mình giòn, giống như là gà rán nè, khoai tây chiên nè, mì chiên nên nó cũng giòn. Và cái mục đích để làm cho cái, ngoài cái mục đích chế biến ra thì cái quá trình chiên á nó còn có cái mục đích nữa, là cái mục đích bảo quản. Lượng nước thoát ra nè, làm khô sản phẩm, vậy thì sẽ làm cho cái sản phẩm của các bạn được bảo quản lâu hơn. Cái sản phẩm mà ít nước, nồng độ chất khô nhiều thì vi sinh vật nó sẽ khó phát triển và cái sản phẩm của các bạn sẽ bảo quản được lâu hơn ha. Thì chiên nó sẽ có hai mục đích, đó là chế biến và bảo quản. Ngoài ra còn có một số mục đích như là hoàn thiện. Thì hoàn thiện là nó sẽ làm cho cái sản phẩm của các bạn hoàn thiện hơn, giống như là cái quá trình chiên của mì ăn liền. Mì ăn liền sau khi người ta hấp, người ta sẽ tiến hành qua cái bước chiên để sau đó mới tiến hành đóng gói nha, người ta phải chiên.
Rồi đó là tôi nói sơ qua về cái quá trình chiên của chúng ta. Nước thoát ra, dầu nấm vào, các bạn nhớ các từ đi ha. Rồi. Vậy thì vô cái đề của chúng ta là khối lượng khoai môn sau chiên là 2.000 kg, có nghĩa là lượng hơi nước tôi sẽ ký hiệu là W thoát ra. Ra với khối lượng ráo cộng cái khối lượng dầu ngấm vào nó sẽ là 2.000 kg, các bạn được chưa? Cái nước thoát ra nè, cái khối lượng ráo là cái khối lượng chất khô của sản phẩm, và cái khối lượng dầu ngấm vào nó sẽ là 2.000 kg. Rồi, hàm lượng dầu trong khoai môn sau khi chiên là 10% theo sản phẩm cuối ha. Hàm lượng dầu trong khoai môn sau khi chiên là 10%. 10% này nó sẽ tính theo cái khối lượng của cái sản phẩm cuối cùng, và hàm lượng dầu có sẵn trong khoai môn trước khi chiên là 1%. Vậy thì các bạn có thể thấy được cái hàm lượng dầu ngấm vào cái khoai môn trong khi chiên, cái hàm lượng dầu ngấm vào khoai môn là bao nhiêu? 9% các bạn. 10 trừ 1% là 9%. Vậy thì cái hàm lượng dầu ngấm vào trong khoai môn đó là 9% ha. Rồi, độ ẩm của khoai môn sau khi chiên là 5%. Độ ẩm của khoai môn trước khi chiên là 60%. Như nãy tôi đã trình bày ở trên thì cái quá trình chiên là cái quá trình làm cho cái hơi nước thoát ra, cái lượng nước thoát ra và sẽ làm khô sản phẩm. Vậy thì các bạn có thể thấy được cái độ ẩm của khoai môn trước khi chiên là 60% và cái độ ẩm của khoai môn sau khi chiên là 5%, thì cái này đương nhiên là cái lượng nước đó đã thoát ra và cái sản phẩm này nó đã khô ha. Rồi, đề người ta yêu cầu các bạn tính gì? Đề người ta yêu cầu các bạn tính này 150 nó dễ thấy hơn. Rồi, đề người ta yêu cầu các bạn tính lượng nước thoát ra. Tôi sẽ cho nó màu mấy ông nội này cứ chạy xe ngang hoài, các bạn chịu khó thông cảm, tại vì tôi quay nó cũng hơi ngoài đường, ở ngoài đường một chút. Lượng nước thoát ra trong quá trình chiên và tổng lượng dầu sử dụng. Lượng nước thoát ra thì tôi sẽ ký hiệu là chữ W, giống như là cái trong môn môn gì các bạn học mà có lượng nước thoát ra trong quá trình chưng cất á, môn kỹ thuật thực phẩm 3 ha. Và tổng lượng dầu sử dụng, biết rằng hao hụt dầu khi chiên là 25% so với tổng lượng dầu thực tế đưa vào sử dụng. Vậy thì khi mà các bạn tính được tổng lượng dầu thực tế sau sử dụng thì các bạn sẽ, khi mà các bạn tính được cái lượng dầu á, thì các bạn sẽ tính hao hụt bằng cách là các bạn sẽ tính được cái lượng dầu lý thuyết, sau đó các bạn sẽ nhân cho 100 và chia cho 25 thì nó sẽ ra được cái tổng lượng dầu mà các bạn cần phải sử dụng ha. Tại vì cái này là giống như cái bài toán hao hụt. Cái bài toán hao hụt thì các bạn đã biết trong cái môn công nghệ chế biến thực phẩm. Rồi, đó là cái phần phân tích đề của tôi. Vậy thì hướng dẫn các bạn làm là các bạn sẽ dựa vào cân bằng vật chất ha. Và các bạn nhớ cho tôi cái khối lượng dầu ngấm vào sẽ tính theo cái khối lượng mà đem đi chiên. Rồi, cái bước đầu tiên trong cái bài toán này nè, thì các bạn sẽ làm tính được cho tôi cái lượng dầu ngấm vào cái sản phẩm của chúng ta là bao nhiêu. Thì ở đây trên đây người ta nói là hàm lượng dầu trong khoai môn sau khi chiên là 10% và hàm lượng dầu có sẵn trong khoai môn trước khi chiên là 1%. Vậy có phải là cái hàm lượng dầu mà ngấm vào trong sản phẩm là 10% trừ 1% bằng 9% không? Vậy thì tôi sẽ tính được cái, tại vì trong cái 2.000 kg này nè thì nó sẽ là có cái lượng nước thoát ra, cái khối lượng chất khô hay gọi là mờ ráo, và cái khối lượng dầu ngấm vào, thì tôi ký hiệu là chữ D ngấm, được chưa? Mà cái D ngấm của tôi là ở đây là 9%. Tôi sẽ tô màu màu gì ở đây cho các bạn dễ nhìn, màu xanh dương đi. Cái D ngấm trong 2.000 kg này là 9%. Vậy thì tôi sẽ tính được cái khối lượng dầu mà ngấm vào trong khoai môn sau khi chiên là
9% nhân cho 2.000 kg cuối này. Chúng ta sẽ lấy các sản phẩm cuối này, chúng ta sẽ nhân cho với cái phần trăm dầu mà nó ngấm vào trong sản phẩm, thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng dầu ngấm vào khoai môn. Thì khối lượng dầu ngấm thì tôi sẽ ký hiệu là DNG ha. Đáng lẽ tôi sẽ ghi chữ ngấm ra, nó ngấm vào thì cho nó dễ, nhưng mà tôi ghi chữ DNG đi cho nó dễ hiểu. Các bạn nhìn, các bạn sẽ biết đó là khối lượng dầu ngấm. Nó sẽ bằng cái tổng khối lượng cuối nhân cho cái khối lượng, cái phần trăm dầu mà ngấm vào trong sản phẩm ha. Cái phần trăm dầu mà hàm lượng dầu ngấm vào trong sản phẩm là 9%, có nghĩa là 10 trừ 1% là 9%. Bấm máy thì tôi ra được kết quả là 180 kg. Vậy thì khi mà các bạn có lượng dầu ngấm rồi, khi mà các bạn có cái lượng dầu mà ngấm cần thiết vào trong sản phẩm rồi, thì các bạn sẽ tính được cái khối lượng dầu cần thiết ha. Các bạn sẽ tính được cái khối lượng dầu cần thiết để tính ra sản phẩm của chúng ta sẽ là D, tôi ký hiệu là chữ D. Rồi nó sẽ bằng D ngấm chia cho cái 100% này trừ 25% này là cái phần hao hụt dầu mà sẽ hao hụt khi chiên, giống như là khi nó bị văng ra thì nó sẽ hao hụt 25%. Vậy thì các bạn sẽ lấy 1 trừ cho 25 và các bạn sẽ lấy cái lượng dầu mà nó đã ngấm vào trong sản phẩm này nè, lượng dầu đã ngấm vào trong sản phẩm thì các bạn sẽ chia cho cái khối lượng hao hụt. Không phải cái này, không phải cái khối lượng hao hụt mà là cái khối lượng các bạn thực tế sử dụng, là các bạn sẽ lấy 1 trừ cho hao hụt là các bạn lấy sử dụng, và các bạn lấy cái phần ngấm, cái phần dầu đã ngấm vào trong cái khoai môn, các bạn sẽ chia cho cái này là các bạn sẽ ra được cái hàm lượng dầu cần thiết là 240 kg. Rồi khi mà các bạn đã có được cái hàm lượng dầu ngấm và cái hàm lượng dầu cần thiết để sử dụng là 240 kg, thì là các bạn đã tính được cái tổng lượng dầu sử dụng. Tổng lượng dầu sử dụng của chúng ta ở đây là 240 kg, là cái, tôi sẽ tô màu cùng màu đi, là các bạn đã tính được tổng lượng dầu sử dụng. Sau đó các bạn sẽ bảo toàn khối lượng và các bạn sẽ tính được cái lượng nước thoát ra. Bảo toàn khối lượng như thế nào? Thì đầu tiên bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ lấy khối lượng m ráo là cái khối lượng chất khô cộng cho cái khối lượng dầu ngấm vào trong sản phẩm, nó sẽ bằng m chiên là cái khối lượng sản phẩm sau khi chiên là 2.000 kg này nè, cộng cho cái lượng nước thoát ra. Lượng nước thoát ra chúng ta sẽ là W cái ký hiệu. Vậy nhưng mà ở đây chúng ta lại chưa có cái khối lượng chất khô, cái khối lượng mà ráo ở đây chúng ta chưa biết nè. Và cái W là cái khối, cái hàm lượng ẩm thoát ra trong quá trình chiên chúng ta chưa biết. Thì chúng ta một cái phương trình mà hay ẩn thì các bạn phải cố gắng tìm thêm một cái phương trình nữa để làm là lập thành một cái hệ phương trình để giải ha. Vậy thì chúng ta sẽ có m ráo, cái này là bảo toàn chất khô ở trên bảo toàn khối lượng, ở dưới bảo toàn chất khô là có nghĩa là cái khối lượng ráo nhân cho cái độ ẩm ráo. Ở đây người ta có thêm các bạn một cái dữ liệu nữa là độ ẩm của khoai môn sau khi chiên là 5% và độ ẩm của khoai môn trước khi chiên là 60% ha. Thì ở đây có nghĩa là ráo là trước khi chiên và chiên là sau khi chiên nha. Trước khi chiên thì nó sẽ ráo, tại vì nó không có ngấm dầu thì tôi sẽ nói nó là ráo. Rồi m ráo nhân cho cái khối lượng, cái ẩm của ráo sẽ bằng cái khối lượng chiên nhân cho cái độ ẩm của chiên cộng cho cái hàm lượng nước bay hơi. Sau khi chiên thì có sẽ có một cái hàm lượng nước thoát ra. Cái này phải nói là hàm lượng nước thoát ra nhưng không phải là nước bay hơi. Rồi cái này có hai hệ phương trình thì chúng ta sẽ lấy 1 trừ 2. 1 trừ 2 thì tới đây tôi nghĩ là các bạn sẽ biết, tại vì đây là cái cách giải hệ phương trình. 1 trừ 2 thì tôi sẽ rút gọn, nó sẽ ra m ráo 1 trừ cái khối lượng của ráo cộng cho cái khối lượng dầu ngấm vào, nó sẽ bằng m chiên 1 trừ W chiên ha. Trừ thì hai cái W này nó sẽ mất, thì các bạn sẽ chỉ còn một ẩn, đó sẽ là cái khối lượng ráo, là cái khối lượng khoai môn trước khi chiên. Thì cái 0.6 và cái 0.05 này có nghĩa là cái độ ẩm của khoai môn sau khi chiên và độ ẩm khoai môn trước khi chiên ha, 5% và 60%, thì các bạn thế vô đây giùm tôi. Rồi các bạn thế số, các con số vừa tính được ở trên là cái khối lượng dầu ngấm thì các bạn đã tính được
Hồi nãy tôi biểu các bạn tính trên đây là để làm cái tính cái khối lượng dầu cần thiết và cái khối lượng ở dưới đây luôn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ suy ra được cái khối lượng khoai môn trước khi chiên là 4.300 kg. Ha. Thì các bạn đã có được cái khối lượng ráo thì các bạn sẽ thế vào phương trình 1 hoặc là các bạn sẽ thế vào phương trình 2. Nhưng mà thường thường tôi sẽ thế vào cái phương trình 1 tại vì nó là dấu cộng trừ thôi cho nó dễ. Thì các bạn đã tính được cái khối lượng dầu, cái khối lượng khoai môn trước khi chiên thì các bạn sẽ suy ra được cái W là cái hàm lượng nước thoát ra trong quá trình chiên W ha. Thì cái dạng bài toán này cũng là một cái dạng bài toán dễ nhưng mà có nhiều bạn lại bỏ thì các bạn không biết cách làm. Thì bạn nào chưa xem lại được thì các bạn có thể tua lại video lại và xem nha. Vì trong video kỳ sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài toán về công nghệ sản xuất rượu bia, có cái độ ẩm của man và độ ẩm của gạo nè, hiệu suất thủy phân, tỷ lệ man, tỷ lệ nguyên liệu gì đó vân vân. Rồi, đây là video ôn thi thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm trên kênh YouTube Đẹp Tua Công Nghệ Thực Phẩm ha. Ôn thi bài tập phần 3 dạng bài mì chiên mì rán. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video ôn tập kỳ sau.